Xin chào các bạn nhé, hôm nay lại là một series đánh cá bống. Đây là một video đánh cá bống tiếp thôi. Đây đầu tiên vẫn là nhặt ốc này. Đây, nhặt cái loại ốc ở dưới sông này, đây nhặt ốc như này. Nhặt ốc như này. Và bắt đầu giã ốc ra. Và bây giờ mình sẽ đi tìm một viên đá để mình giã ốc ra để cho vào. Để cho vào trong giỏ nhé. Đây, hôm nay mình sẽ đánh ở khúc sông này. Đây là sau khi mình đã cho ốc vào nhá. Đây này, mình đã cho ốc vào bên trong này này. Mình lấy cây cỏ mình bịt lại cái đầu. Mình bịt lại một đầu. Bây giờ mình bắt đầu đi đặt. Để mà đặt nhá thì các bạn tìm một chỗ xong các bạn khều khều đá ra. Các bạn khều khều đá ra một đoạn. Thì các bạn đặt xuống và đè một viên đá, đè 2-3 viên đá lên để cho nó đỡ trôi là được. Chỉ có thế thôi. Đấy nha các bạn, đặt như này này, đây này. Đấy. Mình sẽ cho vào cận cảnh các bạn xem. Đấy. Đầu tiên thì mình sẽ khều khều một khoảng đá. Và mình đây. Đây là hai ống mình đã đặt đây. Thì sau khi đặt xong, trong lúc chờ thì mình sẽ đi bắt ốc. Để làm mồi. Để làm mồi để đặt cho những lần sau. Đây. Đây sẽ là video nhấc cá. Vâng. Chắc là do mình nhấc nhanh quá. Cá đây. 3 con. Đây nha, mình được 3 con. Ở cái giỏ này thì được 3 con. Đấy là nhấc cái thứ hai sau khi mà đã đặt được khoảng 5 phút. Nếu mà càng để lâu thì càng được nhiều cá nha các bạn nha. Đây mình đặt 5 phút là mình nhấc. Còn đây mình đặt 5 phút là mình nhấc. Mình chẳng muốn đặt lâu. Wow, được nhiều quá. Wow, cân chụp ảnh thì đưa gửi cho anh với nhé. Mẻ này được rất nhiều luôn. Đây các bạn để xem đi đây. Được rất nhiều luôn. Đây. 3 đôi, 4 đôi, 9 con. 9 con. 10 con. Một mẻ này tôi đã được 10 con. 10 con. 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi, 10 con. Đây cá đây, cá đây. Cá đây. 3 con rồi. Mẻ này được 4 con. 5 con. 4 con. Cái này anh lấy vào hơi ít nhiều. Vâng. Thế xong anh tháo nốt cái dọ này này. Mẻ này nào? Mẻ này như được 3 con. 3 con này. 3 con. Trong cái giỏ này như được 3 con. 3 con cũng được rồi. Bố hú rất to đấy. 2 con. 2 con này. Hết rồi. Được nhờ. Là đạt được 4. Ôi. Wow, có ít đâu. Ôi. Vào 2 4 6. 2 4 6 8 9 con. 9 con. Ơ nhờ. Đấy xong anh cho mồi và anh đi đặt luôn anh ạ. Xong hãy nhớ cái kia. Okay. Anh đổ vào trong này này. Em lấy cái túi để sẵn. Được 2 con rồi. 2 con. Đây nó là bù cái bên trên nhỉ. Vâng, con này được 2 con. Cái trên này được bao nhiêu? Được 2 con. Đây cũng được rồi nhỉ. Đây là phát lần trước. Lại tiếp tục nhấc.
Ôi ôi. Ôi giời ơi, cũng được nhiều thế. Được 4 con. 4 con rồi. Nhưng mà 4 con to đấy. 4 con. Được nhỉ. 5 mẻ nữa thôi chứ nhỉ. Vâng, 5 mẻ. Đúng không? Đúng rồi. 5 mẻ. Nắng lắm đấy. Ôi, em tưởng bên đấy không có. 3 con nhỉ. Ui. 3 con cũng được rồi nhỉ. Hóa ra bên đấy cũng có chứ. Có con to như nhỉ. Wow. Ui. Ôi ôi. Cái này nhiều thế. Hay là ốc bên kia phải rửa sạch xong là cái này vẫn để đấy nhỉ. Vâng. Không đâu, cứ rửa vứt hết đi anh ạ, không nó hôi lắm. Không, cái này ấy. Cái vỏ cây á. Ui, nó hôi lắm anh ơi. Ừ, nó bị nắng. Chiều anh em còn không muốn sờ vào luôn ấy. Ghê lắm, tẩu lắm. Được rồi, một bữa anh em một bữa rồi. Nhờ. Giang qua là xong anh ạ. Giang nhỉ.